Cái con như này này. Con này này có 65 nghìn thôi. Cẩn thận nhấc tay đi em ạ. Mà thật xuống hoa mua con thịt ra thái đi. Tôi than củi nó hoa, tỉa nó máy, nó chân thì hết được chấm luôn. Đây này. Khiếp anh ơi. Sắc chết tức cổ qua đồ này nó thật. Phụ nữ nhà mình làm vào bếp thì không cơm canh mà không đảo con dao hiểu không? Đấy. Hay là con nửa tỉnh ở quê nha. 50k lấy luôn. Chết em thì giá anh rẻ thế. Lên được. Giá quá béo con nhà nghèo mua đây phải đưa anh 60 cái này. Chả 30 quần vàn đấy mà hớ chót nói. Gian nó sướng. Nào 50k lấy luôn. Thế lấy luôn một bộ đi. Không lấy một cái thôi. Xong rồi tính rồi. Mấy con kia ghê chết rồi. Thế là lãi được 30 nghìn. Chú thì cứ nghĩ là lãi được 30 con dao đấy thì giàu thế. Đấy, 50.000 giá gọi là cá mẻ chết thế này buồn. Mọc mẻ chết cửa, không phải mẻ người. Mọc kỹ vào nó sắc, sợ lắm. Sắc quá, sợ. Có gì... Được rồi, thế là được rồi em. Không sợ, không phải lông mắng. Sắc lắm. Anh vừa cắt tóc rồi. Đâu mà chỉa lông máy nông chân được thì ba cái nông chân cái tóc tí gì. Ba cái nông chân. Nông gái 18 còn được. Con gái 17, 18 là cho em 8 trạm múi luôn. Con nào sắc, con nào sắc như nhau à? Ừ, như nhau hết chứ em làm ai để làm 10 con như 1 kiểm tra kỹ không mẻ đấy. 10 con như 10 không? Nó bảo kiểm tra kỹ không mẻ. Em cứ đôi ra kiểm tra là làm thế có 50 nghìn nó mất uy tín. Rào vào chợ số hoa là có thịt ra đây cắt thử luôn. Đấy nó mất uy tín luôn. Con này chặt nhiều đúng mẻ thật rồi. Đừng nói con mẻ. Đấy con khác. Đấy, đừng có nói từng mẻ em. Vào chợ số hoa là có thịt ra thái luôn. Anh mà nói cô em nói cô từng mẻ. Thế nó không trả tiền. Mẹ đâu em? Tí này. Mẹ gì? Tiền. Tiền. Sang chợ làm cân ba chỉ với Thái luôn. Sang làm cân ba chỉ làm con dao nhá. Tên. Anh này người Tây đấy. Hả? Đừng gọi tên. Ui giời có gì đấy? Dao ông quảng cáo dao là dao ông ở đâu nào? Đây dao này dao có bằng đây anh thích quảng cáo anh thích cho em lên trang nhất thì đây. Rồi. Thích trang nhất ok luôn đây. Thích nửa tỉnh nửa quê thì đây. Okay. Thích tiểu lông mày vẫn nông chân cạo râu thì đây. Em nói kể cả hy sinh chiến tranh cũng phải đổ máu cũng cho anh xem luôn đây. Đấy. Con thích chọc chết heo rồi đấy con này. Này đấy, gia đình nhà mình em nói các bác bộ dao vào bếp thì gọi là hết nước chấm luôn. Nghĩa là tắt. Đánh ghen thanh toán thì dùng cái này ra làm. Đánh ghen thanh toán thì lấy con này. Rồi, đấy. Okay. Anh ghen thanh toán thì quan trọng là phải như thế nào với ghen. Nó vừa thế rồi nó quản tưởng nó qua thì mới đi. Thì đấy mình lấy con nào dùng em để thanh con dùng một thái chặt. Em nói với phải uy tín hiểu không? Anh cái này đâu đâu. Gọi không phải đọc Facebook đấy. Là đây chị gái sao đây con nào gì để cho chị có nội dung này. Tôi thắt cổ củi chân hoa đấy. Mua tao thái mua tao chặt ở chị gái. Cần thì cần. Đây tao chặt thì chị lấy con này. Ôm đây đây chị lấy con này. Con này là chặt dừa chặt mía chặt các kiểu con đà điểu. Quả mít như này đúng không? Tròn tròn. Con này là chặt xương. Con này không chặt được xương. Chặt cũng chặt được nhưng mà nó chỉ gọi là xương sườn hay là xương gì thôi chứ chỉ chặt trâu voi thì chị chặt làm sao được. Xương chó rồi, chặt xương voi chỉ lấy con này. Con thái chỉ lấy con đấy. Một con nhưng mà quan trọng là chất lượng thì mua thứ hai con như thế. Mua dao có thừa đâu. Cái tay ấy. Dao có thừa, con đánh máy của nó 120. Tiền nào là của đấy thì anh nói thật với em kể cả em có tiền em mua. Em mua ô tô cất đi, em anh vàng 4 con 9 em cất đi nhưng em mua được con dao. Em chặt sướng luôn cũng nghĩ, đúng không? Bay cái đít à? Cái này nó chỉ là cái vàng 4 con 9 đeo cho nó đẹp thôi chứ còn nó phải là cái trang trí không chị đây này. Cái này chỉ là cái trang trí thôi, nó không phải là cái đấy đâu, quan trọng là khâu đít này. Bay cái đít này. Nó sướng luôn, nó chuẩn. Đấy đây cho chặt hàng. Con đấy của nó 120. Tôi đặt chuẩn. Con đấy của nó 150. Cái cả bộ thì là 300. Cả bộ mấy con? Cả bộ là 4 con anh. Ông bán sao ơi? Một này. Hai này. Sao ơi? Không có thánh tranh thì liệu bảo thiếu vào đi cơ. Ba này. Bốn này. Quảng cáo vô à? Lên loa phường thì mệt lắm. Em có đang uống nước của chị ấy, em đã giả tiền nước không phải uống anh à? Uống nước thì bằng tiền dao.